đội tuyển Việt Nam 0-1 Indonesia, ASEAN Cup 2023, bế tắc và sụp đổ. Đội tuyển Việt Nam đã để thua trận thứ 2 tại ASEAN Cup 2023 và thất bại 0-1 trước kình địch Indonesia cũng khiến thầy trò huấn luyện viên Chu Xi chính thức bị loại dù vẫn còn một trận chưa đá. Sau trận đấu ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản và làm hài lòng người hâm mộ, các cầu thủ Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu thành công trước kỳ phùng địch thủ tại Đông Nam Á là Indonesia. Đội bóng cũng để thua đội tuyển Iraq với tỷ số 1-3 ở lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Chu Xi cần phải cẩn trọng khi Indonesia luôn là đối thủ rất khó chơi với lối đá trắng đầy khó chịu. Đội tuyển Việt Nam chơi hay trước Nhật Bản ở cuộc đọ sức này, ưu thế đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam khi được nghỉ ngơi nhiều hơn đối thủ một ngày sau trận ra quân. Không những vậy, lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam với 3 trận thắng, hòa 6 và chỉ để thua duy nhất một trận trước Indonesia trong 10 lần gặp nhau gần nhất. Đặc biệt hơn là ở 6 trận gần nhất, những chiến binh sao vàng đã bất bại trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng có chiến thắng trước Indonesia về lực lượng, nhiều khả năng những ngôi sao như Văn Toàn hay Quang Hải sẽ được trở lại trong đội hình của huấn luyện viên Chu Xi. Đó sẽ là những sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam khi đây là những cầu thủ có kỹ thuật và kinh nghiệm. Nỗi lo hiếm hoi của huấn luyện viên Chu Xi có lẽ là trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh khi trung vệ này vẫn phải tập riêng và bỏ ngỏ khả năng ra sân từ đầu. Trong khi đó, cầu thủ chơi xuất sắc trong trận gặp Nhật Bản là Đình Bắc nhiều khả năng vẫn kịp trở lại. Đội tuyển Indonesia, áo đỏ, trong trận thua 1-3 trước Iraq bên phía đội tuyển Indonesia, dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng tất cả vẫn chưa tỏ ra nguy hiểm. Những cầu thủ như Jenner, Hangber, Stewart vẫn đang thi đấu rất lạc lõng trong đội hình của đội bóng xứ vạn đảo. Nhiều khả năng, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn sẽ chơi phòng ngự chặt ở sân nhà và chờ đợi cơ hội phản trước đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn.